Đây là cha và nhóm các anh chị sinh viên đang có mặt tại văn phòng để di chuyển đến một nhà nữ trong lưu xá nè. Trời xinh xinh ngát xanh, gió tung tan trên lá xanh, một cô em trông rất xinh tươi. Đùa với biên khóm hoa, gió lay lay cánh bướm xa, lòng em mê say thướt tha. Mọi người, nếu mọi người biết hôm nay mình sẽ dẫn mọi người tới nhà lưu xá nào, để được biết thì mọi người cùng đi theo chân mình nhé. Đi thôi. Xin chào tất cả mọi người. Mình là Thu Thảo, trưởng nhà Maria. Mình là Thu Thảo, phó nhà Maria. Mình là Hồng Huệ, thủ quỹ nhà Maria. Bây giờ mọi người cùng theo chân mình đi vô gặp các thành viên của nhà Maria nhé. Đi thôi. Maria không? Thân thiện, dễ thương, không bánh bèo. Sau đây xin mời các bạn theo chân mình tham quan nhà Maria Home nha. Đây, xin mời các bạn lên tham quan lầu 1 nhà mình. Đầu tiên là nhà mình phòng này là phòng học dành riêng để học, thì ở trong này có các chị em đang học. Và cha bảo cũng rất là tâm lý và tụi mình cũng rất là yêu quý cha vì cha đã sắp được mình những cái bàn rất là cao và đẹp. Nhà mình thì có chia ra làm hai phòng ngủ, thì phòng này là phòng ngủ 1 của tụi mình. Rồi. Mời các bạn theo chân mình lên lầu 2 nha. Đây, đây là một nơi rất là lý tưởng của nhà mình, là một kệ sữa tắm của các chị em. Rồi, còn ở bên đây, mời các bạn tham quan. Đây, đây là một cái phòng chứa đồ của nhà mình. Có phải nó giống một cái shop của Nèo lắm đúng không? Rồi, mời các bạn tham quan phòng ngủ 2 của nhà mình nha. Đây, đây là phòng ngủ 2 của nhà mình. Cũng rất là rộng, cũng giống như phòng ngủ 1 vậy. Đó, đó là tất cả các phòng của nhà mình. Cảm ơn các bạn đã tới và xem tham quan nhà Maria.